Một tin quốc tế mà chúng tôi mới nhận được, rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển phía đông của Mỹ và Canada, gây chấn động hàng loạt tòa nhà và buộc Nhà Trắng, Lầu Năm Góc cũng như là Quốc hội Mỹ phải sơ tán khẩn cấp. Khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất này kéo dài từ bang Virginia tới thành phố Toronto ở miền nam Canada. Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ cho biết, tâm chấn trận động đất nằm tại khu vực Mineral thuộc bang Virginia ở độ sâu chỉ có 800 mét. Các nhân chứng cho biết, cơn địa chấn đã làm rung chuyển các tòa nhà tại New York, khiến tòa án và hội đồng thành phố phải sơ tán. Mọi hoạt động xây dựng trung tâm thương mại thế giới cũng phải ngừng lại. Tại Washington, chấn động đã khiến hàng nghìn người đổ ra các đường phố, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn và khiến hệ thống viễn thông tại một số khu vực bị gián đoạn. Rung chấn cũng cảm nhận được tại Nhà Trắng và toàn bộ khu vực bờ biển phía đông của Mỹ. Trận động đất khiến hàng loạt chuyến bay tại các sân bay Newark và John Kennedy ở New York phải đình hoãn để nhà chức trách tiến hành kiểm tra các tháp kiểm soát không lưu và đường băng.